Vâng, đặt nhẹ chân ga này. Ga vào này. Ga vào này. Côn chứ. Đây côn này, côn ra khi nào này. Nó đi này các bạn này, nó đi này như này, các bạn giữ nguyên côn. Khi là đảm bảo an toàn rồi thì các bạn số côn còn lại các bạn mới được thoát hết. Đây đang thoát hết, không còn cái gì nữa. Đấy, nhớ chưa? Các bạn muốn dừng xe này, các bạn đạp hết côn vào. Phanh dừng. Phanh côn. Các bạn lùi này, nhớ lại lùi này. Móc này. Đấy chưa? Móc lùi chưa? Căm căm này. Lùi nha, các bạn lùi này, các bạn côn số lùi thì các bạn cũng không được nhả hết côn. Các bạn lùi, chuyển động lùi và nhớ là quan sát hai gương hậu, gương bên trái và gương bên phải. Quan sát đảm bảo an toàn, các bạn cho xe chuyển động dần. Đấy. Có thể bằng còi. Đấy các bạn báo hiệu xe mình đang lùi các bạn đi. Đấy. Khi các bạn dừng lại thì các bạn nhớ này. Nhớ dừng lại thì các bạn cũng phải đạp hết côn. Đạp hết côn vào. Phanh dừng. Xong các bạn ra mò. Chưa? Số 1, nếu là các bạn số 1 này, đặt nhẹ chân ga này. Ga vào thì côn đồng thời nới ra. Khi nào nới ra là các bạn số côn số 1 này, các bạn khi nào nó đi rồi các bạn cứ giữ nguyên đấy. Khi nào vào đảm bảo an toàn, số côn còn lại thoát dần. Thoát hết. Thì nó mới đi được. Nếu các bạn mà các bạn số này mà các bạn dừng chân là nó chết máy. Hiểu chưa? Nhà ra đột ngột nó chết máy. Nó chết như vậy đấy, vừa rồi đấy. Đặt hết cả mình. Đúng không? Đấy, các bạn thoát ra từ. Thấy chưa? Chứ không phải là thoát hết, đúng không? Đấy. Đấy là nói về cơ cấu xác số 1, số 2 như thế. Thế còn bây giờ cách đánh lái này. Số thì đọc sau nha. Các bạn đặt nhẹ tiêu sau các bạn đặt. Tay lái đặt nhớ này các bạn. Có những người tức là rất nhiều cái phương pháp đánh lái. Có người thì cứ như này, kèo này. Đúng không? Rồi. Có người thì lại vần như này thì nhớ các bạn vần này không bao giờ các bạn đánh lái nhanh được. Cố gắng này. Khi các bạn đánh lái sang bên phải hoặc có bên trái. Ví dụ đánh sang bên trái thì nhớ là tay phải các bạn đẩy. Đúng không? Nhớ là đẩy này. Tay trái buông ra nữa, kéo hết. Đánh không? Kéo sang đánh sang bên phải thì tay trái đẩy, tay phải buông ra nữa. Đúng không? Đây. Đây là hết lái bên phải. Còn hết lái bên trái này, nhớ này, tay phải đẩy, tay trái buông ra nữa. Đúng không? Kéo là khi nào các bạn kéo này, kéo hết vòng thôi, xong rồi tay này buông ra, đỡ, xong tay trái rút về, kéo tiếp. Được chưa? Thế này kéo khi nào hết lái thôi. Đấy, hết lái. Thì khi các bạn giả thẳng lái, cái xe này giả thẳng lái này, nhớ là các bạn lại giả thẳng lái này. Các bạn giả cho tôi một vòng rưỡi. Đây là nửa vòng, đây là xuống này, tay lái này nó sẽ không thẳng. Còn đây là các bạn giả này, đây nửa vòng này. Các bạn giả tiếp một vòng nữa, vòng tròn nữa. Khi vô văng như này thì nó mới là thẳng. Biểu tượng này nó nằm ở dưới cái còi này. Và khi bạn đánh hết lái sang bên trái thì các bạn giả thẳng lái này cũng giả một vòng rưỡi, nửa vòng này. Và giả tiếp một vòng tròn nữa thì nó sẽ thẳng lái. Đấy các bạn, khi tí các bạn tập nguội này. Các bạn thấy này, các bạn đánh này. Tập xoa này. Phải đẩy sang, tay trái buông ra đỡ. Đấy. Mà các bạn khi mà các bạn dùng, tức là cầm thẳng vô lăng ấy, các bạn nhớ là cầm ở cái vị trí này. Ví dụ đây là vị trí 9 đến 10 giờ, bên này là 2 đến 4 giờ, các bạn cầm vào tâm những cái đập vô lăng như này thì nó thẳng. Nhớ này, xe của mình ô tô, phương tiện di chuyển tốc độ cao, nhớ là di chuyển về phía đường làn đường bên trái. Còn phương tiện di chuyển tốc độ thấp thì di chuyển về làn đường bên phải. Ví dụ người đi bộ, người đi xe đạp, người đi xe máy hoặc xe đỗ dọc đường, người ta sẽ bám vào lề đường bên phải, đúng không? Còn xe mình di chuyển tốc độ cao thì di chuyển bám sát lề đường bên trái. Bên trái đường, căn bên trái không căn bên phải. Nếu căn bên phải nó sẽ nguy hiểm cho người và phương tiện đi phương tiện thô sơ, đúng không? Đấy, nhớ là đặt vào đây. Là cái tí các bạn tập nguội này. Nhớ này, khi đẩy sang bên phải thì các bạn tay trái đẩy sang, tay phải bơ ra nữa. Cái này. Các bạn tập nhuyễn đi, nhuyễn thì các bạn mới đánh lái được. Không tí là các bạn ra lại cứ vần tay lái đấy. Vần tay lái là
nó sẽ không nhận bằng cua mà các bạn vần, nó sẽ không tới được, nó sẽ đâm vào vạch hoặc là đâm vào người đi bộ hoặc là đâm vào chỗ khác, đúng không? Nếu phải giả đánh thật nhanh, nhanh tay, đó là đường hẹp các bạn phải đánh nhanh tay, phải vùng này, thấy không? Được chưa? Thì các bạn sẽ tập dần thế này, số nhớ là số này, côn này, số 1 này, đó là số 1 này, xong này đưa được số rồi thì nhớ này, ga vào côn ra từ từ vào thoát dần ra hết. Khi làm tiếp tục làm số 2 thì chân ga ngớt ra, ngửa cổ chân tại vị trí chân ga, đạp sâu côn tay đẩy số 2. Khi được số rồi thì lại ga vào lại côn lại ra. Đấy cái động tác côn là phải thế. Đấy, khi đạp hết côn vào thì các bạn ngớt ga ra, chứ vừa ga lại vừa côn nó sẽ rú ga. Đấy, ví dụ như thế này. Bây giờ các bạn muốn làm số lại các bạn chân ga cứ đạp sâu vào, không lại côn cứ đạp vào nó sẽ rú ga như thế đó. Khi các bạn muốn tức là muốn chuyển số thì các bạn phải ngớt chân ga ra và đồng thời chân côn đạp sâu vào, trong tay đẩy số thì mới được. Khi được số thì ga chân ga đặt nhẹ vào và chân côn buông dần ra. Đấy, nhớ chưa? À, khi nào mà muốn dừng xe thì các bạn phải côn vào, chuyển số thì cũng phải dùng côn, mà giảm số cũng phải dùng đến côn. Nhớ là chân côn rất quan trọng khi điều khiển xe, đi chậm hay đi nhanh ở cái chân côn. Đấy, nếu xe ga xe tự động thì mình không nói, nhưng xe này nó phải kết hợp cả ga, chân côn và số. Đấy, muốn đi chậm tốc độ từ di chuyển tốc độ từ 10 đến 20 km thì mình chỉ tăng ở giảm số 1, số 2 thôi. Còn tốc độ 30, 40 phải để số 3, số 4 đi, chứ không để số 1, số 2 được. Đấy, số 1, số 2 đi nó sẽ gần xe giống xe máy của mình ấy. Số 1, số 2, số thấp thì mình để lên dốc, xuống dốc thôi. Còn số 3, số 4 thì mình sẽ đi đường bằng, đúng không? Đấy, đường nó bằng hơn cái đường số 1, số 2. Và khởi hành nhá, như các bạn khởi hành phải khởi hành từ số 1, xong tăng dần số 2, số 3, số 4, số 5. Đấy, chứ không đi tắt được. Đấy, có những người hỏi từ số 5 có về được về số 3 không? Mình khẳng định là về được. Bởi vì cơ cấu số của xe ô tô nó khác xe máy. Xe máy có thể anh đang số 4 mà muốn về số 2 thì anh phải qua số 3. Nhưng xe ô tô nó khác. Ô tô đang số 5, tốc độ đang từ 70, 80 thì muốn giảm số 3 thì phải giảm tốc độ xuống bao nhiêu? Xuống bao nhiêu km/h nhỉ? Lúc đấy nó chỉ còn tầm 30 km/h. Mình phải giảm được xuống 30 km thì tay mới đẩy số 3 được. Bây giờ tốc độ đang cao, bây giờ đang 70-80, mình giảm số 3 nó sẽ giật xe. Nó không nhẹ nhàng nữa, nó không bon như số 5 nữa. Thì lúc là muốn giảm từ số 5 về số 3 thì mình phải giảm tốc độ trước đã. Giảm tốc độ, đạp hết côn và giảm số 3. Ví dụ đây, số 5 thì đang muốn về giảm số 3 thì phải đếm tí phanh, giảm tí phanh và đạp hết côn, tay đẩy số 3 luôn. Ok. Đấy, nó là kiểu dạng như số có thể đi tắt được. Đấy, từ số 3 có thể về số 1 nhưng phải giảm tốc độ xuống tí 10 đến 20 km/h thì mới giảm được số 1 hoặc số 2. Nó dạng như thế. Nói để nôm na các bạn hiểu như thế. Đấy, bây giờ anh học số nguội trước nhỉ. Nhưng mà còn cái gì hỏi không? Còn cái gì không? Côn rồi, số rồi. Số đi thì mới hỏi được chứ. Thì bây giờ phải thuộc số á thì mới hỏi được. Thế bây giờ anh làm trước đây. Không thích làm không? Thử đi chị, làm đi.